Hello, xin chào. Đây là chiếc Vũ Linh Hồng Quang Mini EV đang đỗ ở một quán cà phê. Bình thường chỗ này sẽ chỉ đỗ được khoảng 2-3 chiếc xe máy gì đó, nhưng mà hôm nay quán vắng, tôi phi lên luôn vỉa hè. Nó cực kỳ gọn. Kia là cậu con trai của tôi đang ở trong nghịch tứ lưa. Và quán cà phê lại có một có bố trí ổ điện luôn để sạc, tranh thủ sạc ở đây. Quán cà phê này cũng gần nhà của tôi thôi. Và mấy ngày hôm nay tôi dùng chiếc xe này đi lại thì phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Nó làm thay đổi cái phương tiện sử dụng, đúng hơn là cái cách di chuyển của tôi. Bình thường tôi dùng cái chiếc xe xăng kia để đi làm, nhưng mà mấy ngày nay không thích nó nữa. Sử dụng chiếc xe này để đi làm, lái nó, tôi phát hiện ra một số điều vô cùng thú vị. Cái đầu tiên là nó rất là nhỏ gọn, đỗ ở đâu cũng được. Chỉ cần một cái vỉa hè thông thường như thế này thôi, có thể phi cả xe lên, là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là mọi người cực kỳ hiếu kỳ và bị thu hút bởi chiếc xe này. Thậm chí tôi đỗ xe ở đây và lên gặp chủ quán cà phê thì người ta xuống, người ta nhìn thấy chiếc xe này và người ta cho tôi sạc miễn phí, không thèm thu tiền luôn. Và cái số 3 là bình thường nhá, tôi hay sử dụng một chiếc xe xăng của tôi ở kia để đi làm. Nhưng mà cái chiếc xe này nó có một cái điều rất là hay, đó là chúng ta chỉ việc vặn chìa khóa, thế là di chuyển. Mọi cái thao tác lên xuống xe để chiếc xe vận hành có thể đi được ngay, nó cực kỳ nhanh. Nó đơn giản như những chiếc xe máy, chúng ta đi đâu cũng được, đỗ ở đâu cũng được, rất là nhỏ gọn. Thì đấy là cái sự thú vị của nó. Và gần như khi hàng ngày tôi lái chiếc xe này 20-30 km một ngày, tôi cảm thấy rằng là tôi không muốn lái chiếc xe sang kia của tôi nữa. Và hiện tại theo tôi được biết thì rất nhiều khách hàng họ đã có gia đình rồi, những chị em phụ nữ trong cái gia đình mà họ đã có một chiếc ô tô để đi chính rồi thì họ rất thích và đặt mua rất nhiều. Rất nhiều khách hàng đã đặt mua chiếc xe này là một chiếc xe để đưa đón con, thậm chí các ông chồng dự định là sẽ sử dụng cái xe đó để đi lại hàng ngày luôn. Đơn giản bởi vì nó nhỏ gọn, nó tinh giản mọi thứ và chi phí cực kỳ rẻ, nhìn nó lại đáng yêu. Như thằng cu của tôi chơi trên xe cả tiếng, nó vẫn bế nó xuống, nó không chán luôn. Thế còn cái câu chuyện sạc thì ở Việt Nam bây giờ chiếc xe này vẫn mới, nhưng tôi tin chắc rằng nó sẽ không khác gì ở bên Trung Quốc hoặc một số nước mà cái xe điện mini cỡ nhỏ này nó phổ biến. Ban đầu ví dụ như ở bên Trung Quốc, theo tôi biết ý, những cái căn hộ, những cái khu chung cư hay những cái quán cà phê, ban đầu họ có thể sẽ không hỗ trợ bạn hoặc không cho bạn sạc cắm sạc như này. Nhưng sau này thì nhiều người sử dụng chiếc xe quá và mọi người bố trí ổ điện, ví dụ như là các chú bảo vệ thậm chí khi đỗ xe cái lập tức đưa ra đề nghị là mình có muốn sạc hay không. Và tôi tin chắc rằng cái xu hướng đó nó sẽ rất nhanh thôi, sẽ đến với Việt Nam. Còn đương nhiên đây là một chiếc xe di chuyển trong đô thị, chúng ta sạc tại nhà. Tuy nhiên ví dụ như những lúc gần hết pin, ngồi đây cà phê cà pháo khoảng độ một tiếng gì đó ra là có 10% pin, 10% pin là di chuyển được gần 20 km rồi, khá là ok phải không ạ? Nhìn cực kỳ đáng yêu. Cái màu vàng này buổi tối sao nó đẹp thế. Đấy, cái ô nhỏ này là chiếc xe này phi lên được này. Đấy, vỉa hè rất nhỏ và hầu hết thì ở Việt Nam tất cả các con phố đều có cái vỉa hè với cái độ rộng như thế này, phi lên cái là đỗ, chỉ cần ổ điện thôi. Và cái tương lai khi nhiều người sử dụng xe, những chiếc xe này ở đô thị thì chắc chắn cái ổ điện nó sẽ là những chạp sạc ở khắp mọi nơi. Mọi người thấy sao? Có thấy chiếc xe này đáng yêu hay không? Có thấy tôi chia sẻ đúng hay không? Hãy bình luận một cách văn minh mọi người nhé.